đá phạt của Chadima. Cướp! Không được, cú đá vò xà của dân Marcelo. Linh Bích. Cơ hội đây rồi, dứt điểm. 2-1 cho Chadima. Rất tuyệt vời. Bàn thắng đã được ghi. Rất nhanh. Văn Linh, Vinh đang có bóng, xử lý rất khéo léo vừa rồi là của Văn Linh, tuy nhiên đã không vượt qua Đức Quang. Một pha dứt điểm vào. Cầu thủ vừa có bàn thắng khai thông thế bế tắc đó là cầu thủ số 34, Nguyễn Văn Linh. Một pha mở tỷ số hết sức bất ngờ của Văn Linh. Anh dứt điểm rất tốt ở vì hành lang cánh phải. Chân rất nhanh của Văn Linh làm ngỡ ngàng thủ môn bên phía FC Đường Lâm, tiếp cận gần hơn với bóng đá phong trào của thủ đô Hà Nội cũng như bóng đá của Việt Nam với sân 7. Được một trong những là những tiền vệ sáng giá của 9X dứt điểm từ xa, tuy nhiên không đã một pha chuyền bóng rất tốt. Là Linh Bách rất tốt, một pha trồng biên rất tốt giữa Linh Bách và Xuân Dương, rất đẹp. Khá đáng tiếc thì thấp nhất của FC 9X Sơn Tây. Linh Bách trung thành, một pha vuốt mạng, tiếp tục là một pha chuyền bóng đầy cảm giác của Linh Bách, cơ hội cho 9X Sơn Tây. Đột giữa một vòng vây của FC 9X Sơn Tây, phản công dành cho 9X Sơn Tây. Đối mặt với thủ môn rồi, có thể nâng tỷ số không? Rất bình tĩnh, dứt điểm vào. Đức Quang đã ghi bàn 2-0 cho 9X Sơn Tây. Gọi là gà son của 9X Sơn Tây chăng? Là Linh Bách. Nguy hiểm quá. Đó là vẫn là Linh Bách. Có thể căng ngang. Linh Bách. 9X Sơn Tây không thấy có bạn Đức Nam. Vẫn trong chân của Linh Bách, khá bình tĩnh. Xử lý bóng cá rất léo. Xử lý bóng 1-2 rồi. Trong khi đó XG chỉ có 2 cầu thủ mà thôi. 4-2. Một pha ở lưới hội đã khá đáng tiếc. Tiếp tục là Linh Bách.
rất khéo léo. Sát. Nguy hiểm. Vào. Dấu chấm hết cho FC Đường Lâm. 3-1 cho Genix. Trong trận đấu này cũng không quan trọng lắm so với rất nguy hiểm. Văn Linh rất khéo. Văn Linh không được. Đức Thường đã cản phá thành công cho riêng mình trong đội hình của Thế Mỹ. Không được. Trung Thành vẫn là Trung Thành rất khỏe. Văn Linh không được. Tiến Dung phản công cho thủ Chiến Đích Trường Tây. Văn Linh, Kiều Lâm làm gì không? Không được. Thời gian đang trôi ở phút 18 của hiệp 2 rồi. Không được. Các cầu thủ của đội bóng Thành Đồng. Cơ hội dành cho Trà Đi Ma. Gót lại. Vừa rồi là xử lý quá cá. Một đường chuyền bóng rất hay để loại bỏ hậu vệ của đối phương. Chúng ta cùng xem tình huống này. Rất chính xác. Cơ hội. 5 cầu thủ đã nằm xuống và có một bàn thắng được ghi. Mỗi mức tôi và anh Hải Bạc đang ngồi trong xe ô tô vẫn phải cởi áo để mặc một chiếc áo phông mà thôi. Chúng ta cùng xem tình huống này. Nỗ lực về pha bóng của Hùng Con đã lại đưa bóng đến chân của Linh Bách. Hà Cường đã chuyển bóng không chính xác. 4-3 không vào. Thêm một lần nữa thì bóng tìm đúng cột dọc. Khung thành thủ môn Huy Lê. Người dứt điểm cuối cùng vừa rồi là Linh Bách. Có thể thấy là các cầu thủ Văn Minh đang chơi khá bế tắc. Đức Dung không được. Linh Bách đã đảo sang bên phải rồi. Tay cán. Linh Bách. Sân tương đối là không ổn định. Đức Dung. Linh Bách. Khánh Hồng không được. Gì đây? Đức Dung bằng một cú dứt điểm không thể cản phá của Đức Dung. Cầu thủ vào sân đầu hiệp 2 đã có bàn thắng nâng tỷ số. Nhịp đập iFull và iFull TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.